em nào đang có nhu cầu đăng ký mạng kèm 4G tốc độ cao không giới hạn, hãy liên hệ em để kiếm mới nhé. Chúng ta sẽ có 3 gói, gói thứ nhất thì là 300k một tháng với 750GB. Gói thứ hai là 89k trên 3 tháng với mức data là 3500TB. Thứ ba là 195k trên 1 năm với mức data là không giới hạn. Từ lúc anh đi vội vàng, em bàng hoàng, em giật mình, em hoang mang. Là lỗi do em hay là do anh đã đổi thay âm thầm? Em càng níu tay anh thì anh lại càng buông tay, để cho em chơi với giữa đời quá đắng cay. Từ đó em không còn cười, em lạnh lùng, em chẳng buồn, em không vui. Học cách quên anh theo thời gian trôi, cũng đã quên anh rồi. Nhưng giờ trái tim em giờ đây chẳng thể yêu ai. Quên được anh em cũng quên. Rằng đường mình chúng ta anh từng ngỡ sẽ dài, người ta yêu nào đâu cứ phải bên nhau đến cùng. Giờ thì anh đã can đảm để nhìn em mỉm cười và cảm ơn em ngày qua, dù điều này làm anh đau hơn cả tối thiên đường. Xin đừng bỏ em ở lại, xin đừng dập tắt.
Điều gì ngăn đôi chúng ta khi hai trái tim đổi thay? Mình từng yêu nhau như thế, cớ sao thế này? Đường còn xa mà không bước cùng bên nhau, nhà ở đây mà sao khác nhau lối về? Đừng xin lỗi nữa sẽ rất đau, đừng xin lỗi nữa cứ thế mà đi, đừng nói lời chi dù tim vẫn giấu biết bao điều. Đừng tiếc nuối đôi tay đã muốn buông rời, giờ điều tốt nhất là để em bước ra đi về nơi có nắng ngập tràn, quên một người đã từng yêu cùng giấc mơ buồn mãi.